gì đây? Làm gì đây? Ồ, bể cá rồi. Cá bóng nó màu gì? Đầu cá bóng. Vì nãy ta để cá ở trên. Để thịt ở trên cho nó mau chín hơn cái cá. Đâu? Thịt để dưới, em để dưới mới mau chín. Không. Cá này anh thấy mau chín lắm. Ừ. Này nên mời cô chú anh chị ăn món cá bóng chân tương ha, với thịt bà gọi. Cá bóng bữa trước nên đặt cửa ngục đó, rồi dính được hai cá bóng bự ha. Cái nên bà xã nên chừa lại hai cá bóng cát bự ngon. Đầu bà xã nên chân tương nha. Thì cơm với dưa hấu ha cô chú anh chị. Giờ này thì cũng chiều rồi. Đây phong cảnh chiều tà trên sông nước. Có bún tàu hết nữa. Cảnh đẹp trên sông ha cô chú anh chị. Đây phong cảnh đẹp tuyệt vời. Chạy xuống chút, chạy xuống bến coi nước không? Nhưng mới coi luôn, giờ này coi vậy em. Rồi thì nên mời cô chú anh chị cùng dùng cơm với vợ chồng lên ha. Ăn với món cá bóng chân tương ha cô chú anh chị. Rồi nên mời cô chú anh chị dùng bữa. Và ăn đi, ăn khử mùi chứ đi. Mời cả nhà ăn cơm, mời ba mẹ ăn cơm. Cá bóng chân tương nha ba. Cá bóng chân tương. Dâu ba làm mớ. Thay đổi à, nhìn bà xã ăn thấy thèm không? Cái miệng cà chóc à, ăn cái mỏ mà còn chu giống như đang chọc đất nền vậy đó. Ông mặt trời giờ này sắp xuống rồi cô chú anh chị. Ngon. Vợ làm mà không ngon sao được. Cá bóng ăn ngon hả? Ừ, cá bóng bự ngon. Ăn với kèm dưa hấu ha. Ra ngoài này hai vợ chồng lên vừa ăn vừa ngắm phong cảnh trên sông nước luôn. Đó, tuyệt vời. Quen chút đi là hết luôn á. Anh đâu có ngu. Suối bậy hoài. Rồi bữa nay thì nên đặt giờ này thì nên đặt 12 cái ngục xong rồi, nên đặt cánh bển, mà cánh bển nhưng mà bữa nay nên đặt ở trên cấp, cho nên không mỗi lúc thì nên đặt ở dưới cấp. Bữa nay nên đặt trên cấp mà gần cấp á, gần xuống cái mí cấp, tại vì bữa nay vô con nước gông rồi nè, vô con nước gông rồi nên thấy nước nhiều cho nên nó không có gồng sát xuống. Thì mình đặt ở trên, nên đặt ở trên cấp. Còn mà khi mà gồng sát á, gồng kiệt á, thì nên mới đặt ở dưới cấp thôi. Tại nay nước nhiều quá, thấy gì nên đặt ở trên, chứ cũng không sợ bị ghe cào đồ. Nên đặt cánh đó, từ trên đó nên đặt dài xuống tới tới cái giớn xanh xanh ngay chân chỗ ta anh chỉ nè. Mình đó đó. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha. Sáng mai chừng nào hai vợ chồng nên đi thăm cửa ngục á, rồi nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Hai, con chào cả nhà. Giờ này là 4:30 rồi nha. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ha. Này đi.
cái gì. Có ép cầu bóng của cù đá. Hôm nay cho cái này màu đỏ đó, nó dễ, nó vững hơn cái móng. Trời ơi. Hai con tép, một con có bóng đen. Mấy cây có một cái còn không, sao đưa ra ngoài chứ. Cũng có cá chạch nữa nè anh. Cái này lên bờ cũng có cá chạch nữa. Nhiều không? Em thấy có cá chạch à? Còn tôm. Hai con cá chạch, con cá bóng là bằng tép. Đây, cái này đi. Trời, đâu có con đầu hồng không? Gì? Bên đây còn không, phải không? Cái ngát, cái ngát, ngát nhỏ. Cái ngát nhỏ. Em phải ngát bự.
Dưới trên đây có cá ngát nè. Có mà giờ cũng ít rồi. Trước có giờ. Ôi trời ơi, có một con cá ngát một. Cái kìa kìa, bấm nó luôn đi. Có bấm tép mấy con. Rồi có đuôi hồng rồi. Cái này là mình đặt trên bãi rồi nè. Này là như cấp đó. Chỗ này là cấp vàng. Cấp mà có được cá ngát á. Cấp mà tôi muốn đi bãi. Có cá, cá chạch. Nhất này có cá chạch nè. Cái đuôi nào cũng có đi. Đuôi nào cũng có là bữa đó mình trúng. Đuôi đuôi được nhấm 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 gì. Là im. Đuôi không có, đuôi được cho. Đuôi được hai ba con. Vô ngoài sông này hình xui lắm. Cá đi theo tiền, theo nước nữa. Đúng rồi. Tép mất tiêu rồi. Đó, dưới đó nghe tiêu tại đó. À, bắt con tép, bắt con sông. Mấy con. Con cá bóng, con cá chạch, nó tép. Có gì không? Bệnh rồi, bệnh lên cái cây luôn rồi đó. Rồi lên cây không ta? Lên cây ra ngoài. Ra ngoài luôn. Cái cây dính là gì? Cây nó cũng một. Cái lồng tông. Sao? Đặt trên bờ với cái lồng tông. Đặt bãi mà hôm nay bằng đặt bãi thử tông hay cái cơ tông cơ. Lồng tông không cứ còn nó cứ hùng tư. Năm cái họ bị chớt rồi. Có gì không? Có cái bọc. Cái bọc gác. Cá lồng tông nữa kìa. Kiếm cái lồng tông. Này,
thì gió cho hỏi bê đít ừ. Bê đít lên ngoài kéo ẻ luôn. Sao vậy? Ờ, nó nặng lắm, đi chân thì đi xuôi kéo nó nhẹ. Đi xuôi cầu lên trển kéo xe xuống mới đi xuôi, đúng không? Đó, đạt. Đạt. Xin. Ồ. Bữa nay thất thu rồi. Bữa nay thất thu rồi. Nói chung mà hên xui. Nhiều khi con cá chạy theo con nước nữa. Cái được về con, về con giờ này sáng rồi đó. Rồi có cua vô kẹp cá bóng để lại không phải sáng đẹp không. Lúc này chạy mau chứ. Trên mà. Thua. Ồ, sáng bét luôn. Bốn rưỡi. Tại nay nên đặt ở bên này mà nên đặt ở trên bờ cho nó cũng đỡ, không có sợ. Chứ không có đặt như cáp. Đặt thử trên bờ coi. Im không? Tại nên thấy nước rông mà. Không có đó. Khúc này có nè. Bọc gì đây? Cua. Bọc gì đây? Bọc cua. Cua. Phải cô cũng đỡ bọc bọc ốc mới chết. Cua nói như vậy. Sáng là ướt mình, sáng là ướt mình. Bữa nay không có nhảy xong. À, chưa, nay chưa nhảy nhưng mà nãy giờ cũng ướt hơi nè. Ướt ít thôi. Có hôm qua lặn cái dưới kia lặn mới nhiều. Lặn lòn qua dây kia. Ờ, cũng im đó nè. À, có một cái cua đá. Có. Cũng có cua, có cá. Có cua, có cá. Lên bãi rồi đó. Chị nãy giờ bãi chứ là. Bãi này nó có cá đó, bãi lại nó có cá hơn. Cái này đâu phải bãi lại đâu. Bãi lại chứ bãi gì nữa. Bãi lại đâu lại. Nó có cặp nữa, nó có... Ừ. Được mở gì.
đây con. Có gác này. Gác này vô gác ổ. Đứng thẳng lưng vũ gác mới nổi. Xuống nước sâu à. Nước sáng nước yên bình quá. Giữ là một túi luôn. Túi luôn. Một túi luôn. Túi luôn, một túi gác luôn. Rửa cái đầu cây à. Xịn không? Lạ nè. Có gió hiu hiu liền. Như nước lên như gió hiu liền. Đúng đó, không, không lặn không à, ai ngờ cũng lặn. Cây nhổ không lên. Cắm thì cho cứng. Đổ túi gác lấy ra coi. Có cá nè bộ. Ừ. Cá phóng. Phóng mé. Thùng gác luôn. Coi. Ôi thấy gác không cả nhà ơi. Rồi, để ra cửa. Cua không vậy? Có cá, có cá. Này trúng cua. Trúng được tí cua không? Mà trúng. Dạ, ừ, đuôi đuôi chết luôn. Được đầu một anh. Anh ngắt ngay cái con cá nó dính lưới rồi. À. Mệt. Lạnh. Nhà mình cuốn chậm nha. Đợi chưa về nữa. Về rồi gì vậy? Về chưa? Về rồi. Anh thấy nó không? Không, không thấy nữa. Đâu thấy đâu. Mấy con vậy? Ôi giời ơi. Mình nên về nè. Thế đất gì mà cũng đỡ đỡ quá ta. Cua không? Cua một đống. Bỏ cua vô. Thế đất gì cũng được, cũng đỡ nè. Mà đỡ cua. Nay cua nhiều. Cái ngát á. Rồi. Rồi cua này úm rồi nè. Rồi, vòi xuống ghe luôn rồi. Nó chạy kìa, nó chạy kìa, lấn cứng, lấn cứng. Cua này ha, làm một nồi bún cua, bún nước lèo. Bún riêu ông ơi. Bún riêu cua. Bún nước lèo chỉ cá thôi. Ha ha, lôi vô. Có cây kìm đem theo rồi mà không cắt. Cắt đi. Ông ba gặp ổng la nữa.
bỏ ngoài đi. Cá bổng đẹp. Cá lăn này. Cá lăn con. Không muốn gì được đâu. Cua không rồi nè. À, này được nhiêu rồi cô chú anh chị. Chung là bữa nay cũng đỡ chứ không có, cũng không có tệ gì mấy. Thấy tệ hiu hiu mà cũng được được. Kê còn mấy cái bóng bự đó. Cua này cua được nhiêu nè, nửa sâu cua. Nó kẹp cá bóng trong này nè, nửa sâu cua. À, được nhiêu đó. Giờ sáng bát luôn à. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi, nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại.